Mận đang chín rộ cực ngon, ăn hàng ngày có tốt không? Những quả mận căng bóng đang vào mùa chín rộ, trở thành món ăn không thể thiếu của nhiều người. Nhưng ăn mận hàng ngày có tốt không? Quả mận có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cho tới nay, gần 20 giống mận được trồng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, mận cũng là thứ quả đặc sản của khu vực Tây Bắc. Thời điểm này mỗi năm, những quả mận mọng nước, giòn tan được nhà nhà mua về ăn hoặc chế biến thành những món nước ép, xà lớt hấp dẫn. Vậy ăn hàng ngày có tốt không? 1. Mận được coi là nhà máy dinh dưỡng. Những quả mận chứa nguồn dinh dưỡng cực phong phú. Mận ít calo, nhiều các loại vitamin như vitamin A, C, K, đây là những vitamin cần thiết giúp cơ thể chống lại bệnh tật, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại. 2. Mận giúp trái tim khỏe mạnh. Ăn mận có thể làm giảm mức cholesterol cũng như nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về tim. Do có hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, mận là loại quả có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp phòng ngừa các loại bệnh tim. Không chỉ giúp giảm cholesterol, mận còn giúp giảm huyết áp. Thêm mận vào chế độ ăn hàng ngày là cách giúp cho trái tim mạnh khỏe hơn. 3. Mận giàu chất xơ. Mận nhiều chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa. Tăng cường bổ sung chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Ăn đủ chất xơ cũng giúp phòng chống táo bón, khó tiêu. Chất xơ hoạt động như loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, tuy nhiên ăn quá nhiều thực phẩm có chất xơ có thể dẫn tới tiêu chảy. Do đó, mọi người chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải. 4. Mận giúp bộ xương chắc khỏe. Mận chứa nhiều phốt pho, magie và kali. Các khoáng chất này rất quan trọng, giúp hình thành và tái tạo xương cho bộ xương luôn chắc khỏe. Ăn mận có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như loãng xương, viêm khớp. 5. Giúp làn da sáng khỏe. Mận là một loại quả giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng hơn. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, quả mận giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tiêu ủy viên và ngăn ngừa tổn thương da. Hàm lượng vitamin A trong quả mận giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và làm mờ vết sẹo trên da. Mận cũng cực kỳ giàu vitamin C, giúp cải thiện làn da, đồng thời loại bỏ các vết thâm, sẹo trên mặt. Chỉ cần ăn 4-5 quả mận mỗi ngày, bạn có thể thêm được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy tranh thủ khi mùa mận vẫn đang còn nhé. Nguồn: Time of India.